Vào tháng 4 năm 1975, thay vì mất 3 tháng, những đoàn quân Việt Nam chỉ mất 10 ngày để đi hết con đường Trường Sơn huyền thoại. Bước vào mùa xuân năm 1975, quân đoàn 1, quân đoàn đầu tiên của Việt Nam vẫn còn đóng ở miền Bắc. Nhằm mục đích tạo thế mạnh áp đảo đối với quân địch, Quân ủy Trung ương quyết định điều động quân đoàn 1 vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 3 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm quân đoàn 1 tại sở chỉ huy đóng tại Tam Điệp, Ninh Bình. Tại đây, Đại tướng đã ra lệnh cho quân đoàn 1 sẵn sàng lên đường hành quân vào miền Nam tham gia chiến đấu trong trận đánh cuối cùng. Ngoại trừ sư đoàn 308 ở lại miền Bắc làm dự bị chiến lược bảo vệ toàn miền Bắc, đề phòng Mỹ phản ứng quân sự. Còn lại hai sư đoàn bộ binh là sư đoàn 320B và sư đoàn 312 cùng toàn bộ các lực lượng binh khí kỹ thuật lên đường. Đội hình hành quân của quân đoàn 1 đi theo đường Trường Sơn từ miền Bắc vào thẳng khu vực Tây Bắc Sài Gòn. Chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng ký ức của một thời hoa lửa vẫn còn sống mãi trong tâm khảm những con người đã một thời từng sống, chiến đấu trong những ngày tháng hào hùng ấy. Đối với Thượng tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, ký ức về những ngày tháng hào hùng của cách mạng vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của ông. Nguyễn Huy Hiệu lúc bấy giờ là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, còn gọi là Trung đoàn Triệu Hải. Đơn vị của ông cùng với các lực lượng khác được tăng cường thêm đơn vị xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ, thông tin để làm nhiệm vụ dự bị đánh vào Huế khi đơn vị bạn gặp khó khăn. Được lệnh, đơn vị đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc vào Đông Hà, Quảng Trị, làm lực lượng dự bị cho đơn vị bạn đánh vào Huế và Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, sau chiến thắng ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, đơn vị được lệnh hành quân thần tốc cả ngày và đêm do xe của đoàn 559 bảo đảm, cùng với các lực lượng được tăng cường vào tập kết ở Đồng Xoài. Tôi đồng thời nhận được cái lệnh. Cái lệnh qua 10 năm mắt, mà cái 10 năm mắt này có bộ tổng tham mưu đi cùng, thì bức điện do đồng chí Trung tướng Phùng Thế Tài, lúc đó phó tổng tham mưu khí, là lệnh cho đơn vị ra Đông Hà, quay lại Đông Hà để nhận nhiệm vụ tiếp. Chúng tôi ra đến Đông Hà thì gặp đồng chí Nguyễn Hòa, tư lệnh quân đoàn 1, và đồng chí Hoàng Minh Thi, chính ủy quân đoàn 1. Chúng tôi được lệnh là cùng với đơn vị bạn và cái đoàn xe 559 ấy, bây giờ gọi là binh đoàn Trường Sơn ấy, cái trung đoàn nó là chở toàn bộ trung đoàn hành quân theo trục đường Trường Sơn để vào tập kết ở Đồng Xoài chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam. 9:30 ngày 7 tháng 4 năm 1975, quân đoàn 1 nhận được bức điện khẩn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Mệnh lệnh của Đại tướng lập tức được chuyển đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang hành quân nhiều ngày, đã khá mệt. Nhưng khi nhận được lệnh, anh em phấn khởi cơ động suốt ngày đêm, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, có mặt đúng vị trí tập kết tại Đồng Xoài. Nhanh chóng huấn luyện bổ sung cách đánh trong thành phố và cách đánh thọc sâu trong hành quân bằng bộ binh cơ giới. Lúc đó thì chúng tôi hành quân thì tới cái đèo Hoàng Môn thì do rất nhiều các cái đơn vị cùng hành quân nên là cái lúc đó là mùa khô nên là cái đất ba già nó bụi mù mịt, có thể nó phủ lên người như tuyết ấy. Bộ đội hành quân rất mệt nhọc. Thì lúc đó chúng tôi nhận được một cái lệnh cũng qua cái đài 15 mắt của bộ đi cùng. Thì tôi còn nhớ là lúc đó là đồng chí do cái đường nó tắt thì đồng chí Nguyễn Hòa tư lệnh quân 1 nói là cho một cái đại đội trinh sát đi trước để giải tỏa đường
và dùng một cái tiểu đoàn công binh làm cái đường tránh vòng qua. Và khi nhận được cái lệnh mà của đại tướng, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút sắp tới giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Thì lúc đó cái mệnh lệnh này được truyền lại cho tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Thì anh em đang hành quân mệt nhọc, nhưng mà khi được cái thông tin này, được cái mệnh lệnh này, thì tất cả mọi người bừng tỉnh và quên hết mệt nhọc và hành quân liên tục cả ngày cả đêm. Thì chúng tôi vào đã tập kết được Đồng Xoài. Trước đây, mỗi đoàn quân hành quân trên đường Trường Sơn phải mất từ 3 đến 6 tháng mới vào đến Đông Nam Bộ. Nhưng trong chiến dịch cuối cùng này, các đoàn quân đi trong đội hình lớn với xe tăng, pháo lớn cồng kềnh, nhưng chỉ trong 10 đến 20 ngày đã vào đến chiến trường. Ngày 19 tháng 4, toàn bộ đội hình quân đoàn 1 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đã tập kết đủ ở Đồng Xoài, Lộc Ninh. Trong vòng 20 ngày, một sư đoàn huy động hơn 1.000 đầu xe, cơ động gọn đội hình quân đoàn binh chủng hợp thành với trang bị khí tải mạnh, vượt 1.200 cây số đường Trường Sơn, tới đích sớm hơn 6 ngày so với thời gian quy định. Đây thực sự là một chiến công, một kỳ tích của bộ đội vận tải Trường Sơn. Đưa được những đoàn quân lớn đi các đến cấp sư đoàn rồi đến cấp quân đoàn, sau này là hành quân cấp quân đoàn, và là đưa được những cái đoàn xe vận tải lớn đi và ban đêm là chính, nhưng mà kết hợp ban ngày thì mình chủ yếu mình giải phóng được rộng rãi đất đai, cho nên mình mở được cái đường kín trong rừng cho xe chạy ban ngày. Mà giờ xe chạy ban ngày cho nên chỉ chạy một ngày bằng chạy một tháng. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, trung đoàn của Nguyễn Huy Hiệu được lệnh tiến công đánh vượt qua Tân Uyên theo đường đất đỏ qua Bình Chuẩn. Tối 29 tháng 4 năm 1975, đơn vị vào tới Búng, cách Lái Thiêu 10 km. Đến 20 giờ ngày 29 tháng 4, Nguyễn Huy Hiệu, khi đó là trung đoàn trưởng trung đoàn 27, và đồng chí Trịnh Văn Thư, chính ủy trung đoàn, cùng tổ trinh sát đã bắt được liên lạc với cơ sở cách mạng. Tại xã Thuận Giao, gia đình bà Huỳnh Thị Sáu, má Sáu Ngẫu, rất vui và lấy tấm bản đồ thành Sài Gòn cất giữ từ lâu, trao ngay cho chúng tôi. Má Sáu chỉ tường tận đường đi, các chốt đóng quân, trận địa hỏa lực của địch mà má đã đánh dấu. Nhờ tấm bản đồ chỉ dẫn của má Sáu, sáng 30 tháng 4 năm 1975, trong đội hình của sư đoàn 320B quân đoàn 1, trung đoàn 27 theo trục đường 13 lần lượt đánh chiếm quận Lỵ, Lái Thiêu, bao vây, chia cắt, cô lập, bức hàng hơn 2.000 tên địch tại trại lính Huỳnh Văn Lương và đánh chiếm cầu Vĩnh Bình. Tiếp đó tiến công đánh chiếm bộ tư lệnh thiết giáp ngụy, căn cứ lục quân công xưởng Gò Vấp, tiếp quản tổng y viện Cộng Hòa. Khoảng 20 giờ tối, tức là khoảng 8 giờ tối, thì trong cái Búng ấy, có cái đại đội bảo an nó vẫn cứ bắn súng và tất cả đều tắt, đèn tắt hết. Có một cái nhà lá phát hiện là có một ánh đèn nhỏ nhỏ, nó vẫn còn nghe nói. Chúng tôi và anh Trịnh Minh Thư chính ủy cùng với tổ trinh sát men qua cái bìa rừng, qua cái nghĩa địa, thì tiến vào, thì trinh sát vào phát đạn, phát cái tín hiệu Hồ Chí Minh. Một nát sau thì thấy có một bà má khẽ mở cửa ra đáp lại là muôn năm. Thế thì bắt đầu đúng kia rồi, thì trinh sát và chúng tôi tiến vào nhà, thì có một bà má, tôi đặt cái bản đồ, có một cái đèn dầu và một cái bàn nào đó, bàn đơn sơ. Tôi đặt cái bản đồ quân sự, tôi nói là thưa má, chúng con là quân giải phóng miền Nam Việt Nam, được lệnh là vào giải phóng, sáng mai 30 thì sẽ theo được trục đường 13 để đánh vào Sài Gòn. Binh đoàn Độc Sâu của chúng tôi khi được thành lập thì tổng số xe tăng, xe thiết giáp, xe ô tô chở bộ đội để thực hành trên cái binh đoàn Độc Sâu đó là trên 400 xe, gồm có trung đoàn bộ binh 66 thuộc sư đoàn 34, trung đoàn thiếu 18 của sư đoàn 35, nữ đoàn xe tăng 203, nữ đoàn công binh 219 và các tiểu đoàn pháo bắn thẳng, pháo phòng không,
tiểu đoàn đặc công, rồi các cái lực binh chủng khác thuộc của quân đoàn. Như vậy là tổng cộng trên 400 xe. Trên 400 xe hành quân, xuất phát hành quân từ khu căn cứ nước trong theo đường xa lộ 15 đến cầu xa lộ, dọc theo từ cầu xa lộ theo đường Biên Hòa Sài Gòn, thọc thẳng vào nội đô thành phố Sài Gòn. 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, ba mũi tiến công của quân đoàn 1 đã gặp nhau ở khu vực cột cờ trước trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. 16 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, các đơn vị của quân đoàn đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng thể hiện nét độc đáo về nghệ thuật kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tác chiến của bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Các đơn vị cùng với việc xác định hướng tiến công đúng và sử dụng lực lượng hợp lý, đã tận dụng thế trận chiến tranh nhân dân tại chỗ để làm bàn đạp, tạo sức mạnh bảo đảm liên tục phát triển chiến đấu. Vừa bảo vệ được đội hình, vừa bảo vệ được lực lượng trên hướng tiến công chủ yếu, nhanh chóng chuyển hóa thế trận, chuyển hướng tiến công, thực hiện đúng ý định và kế hoạch của tư lệnh chiến dịch. 5 mũi tên, 5 cái cánh quân từng ấy là cứ như thế, ngoài diệt những thằng cơ động bên ngoài, diệt vây, diệt thật gọn để thọc vào bên trong. Anh nào cũng phải thọc thật nhanh, các quân đoàn đánh thật nhanh. Đánh đến cái mức độ cái món miền Tây Nam Bộ lúc đó chỉ cái đầu hàng không ấy được nữa. Cái giải phóng Sài Gòn rất là hay. Thế giới ta ca ngợi rất nhiều. Trong lịch sử Việt Nam thì có rất nhiều những cái kỳ tích trong chiến tranh, nhưng trong cái cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, trong cái chiến dịch Hồ Chí Minh này, thì đây là một cái mốc son mà đó là mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh, nên là cái chiến dịch Hồ Chí Minh là mang tên Bác, nên là cái cuộc hành quân thần tốc này là mang cái dấu ấn của lịch sử là giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất Tổ quốc, và cũng là để thực hiện trọn vẹn cái lời di chúc của Bác: đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Đấy cái uy biện của Bác, và như thế chúng ta giành hoàn toàn độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Thì đấy là cái dấu ấn lịch sử của cái cuộc hành quân thần tốc trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày nay, thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đoàn 1 luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đoàn và các đơn vị tiền thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống thần tốc quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân, cùng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.